Rồi, hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với series Trading 101 của Coin68 TV. Đã 2 tuần trôi qua rồi, chúng ta chưa được gặp nhau đúng không nào? Thị trường nó cũng đã có nhiều cái chuyển biến tích cực cũng có, tiêu cực cũng có. Thì như thường lệ trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ phân tích và nhìn nhận lại thị trường, điểm xem là chúng ta có những cái cơ hội và rủi ro gì khi giao dịch trong khoảng thời gian sắp tới. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Hello các bạn. Rồi ok, chúng ta hãy cùng nhau là phân tích qua đồ thị của Bitcoin trong khung tuần trước nha. Thì như chúng ta thấy thì trong 3 tuần vừa rồi thì Bitcoin nó đang rơi vào cái xu hướng giảm. Đây, cái xu hướng giảm. Mà cái xu hướng giảm này nó còn đang được rất là ủng hộ khi mà chúng ta thấy cái volume của cái xu hướng giảm này nó tăng dần, các bạn thấy không? Đấy, và những cái nến xanh nó có volume thấp hơn là những cái nến đỏ, cho nên là xu hướng chủ đạo ở đây vẫn là xu hướng giảm trên khung tuần. Và nếu như chúng ta mong chờ một cái sự đảo chiều thì mình nghĩ là đâu đó nó sẽ có sự đảo chiều ở trong cái tuần tiếp theo, có nghĩa là tuần đầu tiên của tháng 10 hơn là cái tuần cuối cùng của tháng 9. Bởi vì sao? Tháng 9 chúng ta còn một tuần thôi, và cái đà tăng nó còn, cái đà giảm nó còn vẫn đang rất là mạnh. Cho nên để chuyển từ cái việc suy giảm này nó chuyển sang cái đà tăng đó, thì nó cần một cái khoảng thời gian để mà nó ổn định lại đó. Một cái khoảng thời gian mà người ta có thể vào hàng, và những cái người mà chưa vào hàng có thể vào hàng, và những cái người mà có cái mức lợi nhuận mà phù hợp với túi tiền người ta có thể chốt lời ra. Thì mình nghĩ, hy vọng là một tuần sau đó, nếu mà có một cây nến Doji thì sẽ tốt cho thị trường hơn. Đó, về cái khung ngày. Khung ngày thì như cái video trước ngày 11 tháng 9 mình có chia sẻ, khi mà giá của Bitcoin đang lên quanh khu vực là 45.000 đó, thì mình chia sẻ là Bitcoin nó sẽ đi theo cái mô hình là lên xuống đây, và nó đang hồi ở nơi này khu vực 45 lên 47. Đó, đã lên 47 rồi thì nó sẽ có xu hướng là về cái khu vực là 38.000 cho tới 40.000 một lần nữa. Thì đến trong tuần vừa qua thì nó đã về khu vực là 40.000 rồi. Đó, và sau đó tại khu vực 40.000 này á thì nó đã bật lên. Đó, bật lên và đang xoay quay khu vực là từ 40.000 cho đến 43.000. Thì ở đây nó có một số những cái yếu tố tích cực và tiêu cực. Mình nói về tích cực trước đi ha. Tích cực ở đây là gì? Tích cực là khi chúng ta đã thấy được là Bitcoin nó đã bắt đầu phản ứng tại cái vùng là Fibo 0.5, khi mà chúng ta đo từ cái vùng đáy vào ngày 22 tháng 6 cho đến cái đỉnh là ngày 7 tháng 9. Thì chúng ta đã thấy được là Bitcoin nó đang phản ứng tại cái khu vực là 40.700, đúng khu vực là Fibo 0.5, thì nó đã bật lên và tạo thành cái cụm nến là bullish engulfing. Thì cụm nến này nó rất là mạnh cho cái xu hướng tăng. Đó là cái điều tích cực thứ nhất. Cái điều tích cực thứ hai là sau khi nó không phá vỡ đây được thì nó đã quay trở lại và nó retest cái khu vực cái cụm nến bullish engulfing một lần nữa. Và ở đây nó rất là và ở đây nó đã bật lên, cả hai lần tiếp cận sau nó đều bật lên ngay lập tức. Cho nên mình nghĩ đây á, đây là một cái điều khá là tích cực, khi mà cái lượng mua ở đây, lượng có nhu cầu mua ở đây rất là nhiều, cho nên nó bảo vệ được khu vực này. Và trong những ngày sắp tới nếu đó là những cái điều mà mình cho là tích cực. Còn tiêu cực ở đây là tiêu cực là gì? Thứ nhất là vừa rồi thì khi mà Bitcoin nó phá qua cái khu vực là 44.500, đấy khu vực màu xanh mình vẽ đây nè, mình cho nó đậm lên xíu nha. Đây, thì nó vừa phá vỡ cái mô hình là vai đầu vai. Đây, mô hình vai đầu vai ngắn ở đây đó, và kết thúc của cái mô hình vai đầu vai này chính là khu vực là 38.000 đó. Và khi mà nó phá vỡ rồi, nó cố gắng nó quay lại, nó retest và nó kiểm tra là liệu nó có phá vỡ thật hay không.
thì ở đây nó đã bị đẩy ngược lại, chính là có nghĩa là nó đã bị phá vỡ thật rồi đó, và nó bị đẩy xuống. May mắn là ở đây chúng ta được đẩy, nó được cái vùng hỗ trợ 0.5 này bật lên thôi. Cho nên chính vì vậy là chúng ta có những cái điều tiêu cực và chúng ta có những cái điều tích cực, và mình đánh giá là Bitcoin nó đang trong một cái vùng sideways khoảng từ 45 cho đến 40.000 đấy. Và khi mà nó phá bất kỳ cái cạnh nào của cái mô hình này á, thì nó sẽ có những cái chuyển biến, xu hướng chuyển biến theo cái hướng đó. Vậy thì sao, để mình phân tích một chút xíu ở đây nha. Giả sử như giá Bitcoin nó tăng và vượt qua phân mô hình này, vượt qua đây, thì chúng ta có thể thấy được á là ở đây á nó tạo thành mô hình hai đáy và nó phải xuống đây ha, và tiếp tục tăng lên khu vực là tầm 58.000 nó, và hiệu chỉnh xuống. Bởi vì nó ở đây nó chưa hiệu chỉnh đủ sâu cho nên nó là nó sẽ không thể tăng nhiều được đó, cho nên nó chỉ tăng ở mức đây là mức khá tương đối thôi, tầm khu vực khoảng 59.000 rồi. Còn trường hợp ở đây khi mà nó lên đây mà nó test lại không thành công, mình sao qua trường hợp cũ nha. Mình giảm trường hợp khác đi. Ok. Ok, mình lấy trường hợp màu đỏ nha. Và nếu nó lên đây mà nó kiểm tra không thành công đó, hoặc là lên đây luôn mà nó không thành công đó, thì nó sẽ tiếp tục suy giảm mà nó sẽ quay trong đoạn này ha. Đó. Và nếu mà đi trong đoạn này đủ lâu thì nó sẽ có thể là về khu vực là 38.000 theo đúng như cái mô hình vai đầu vai luôn. Đó, mô hình vai đầu vai. Và về khu vực 38.000 này thì chúng ta sẽ có những cái entry mà nó có tốt hơn cái thời điểm hiện tại. Cho nên góc nhìn của mình ở đây á thì chúng ta nên vào hàng 50%. Nên vào hàng 50% ở đây. Và giả sử như nếu mà nó có xuống sâu hơn khu vực 38.000 thì chúng ta sẽ vào hàng 50% còn lại. Đó. Còn nếu mà phá khu vực 35.000 đi, đây. Giả sử như nếu mà giá nó giảm xuống đây luôn thì chúng ta stop loss ha. Stop loss ở đây. Đó, còn nếu mà trường hợp mà chúng ta đã mua 50% rồi mà giá nó không về 38.000 mà nó bật lên 46.000, bật vượt qua cái đoạn ở đây nè, vượt qua cái đoạn là 44.900 á, thì chúng ta có thể là chờ đợi đây, đặt một cái lệnh limit khi mà giá nó tăng lên vượt qua ha, retest lại ở đây thì chúng ta sẽ mua ở đây và đón chào một cái sóng tăng tiếp theo lên khoảng tầm từ 58 đến 59.000 rồi chúng ta tính chốt ở đây. Đó, thì để mình view, mình vẽ lại hai kịch bản này cho anh em ha. Đây. Rõ ràng hơn cho anh em. Rồi. Cái bản này mình làm mờ đi xíu đi, bởi vì nó đi gần sắp hết rồi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khu vực sideways. Sideways mình cho màu vàng. Nhẹ thôi. Rồi. Khi mà giá sideways trong vùng này, nếu mà nó có bật lên thì chúng ta sẽ mua lại ở khu vực là 44.900 và để chờ tới khu vực là 58 đến 59.000 rồi chúng ta sẽ chốt về ở đây. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ đợi nó giá về, nếu mà giá nó giảm thì chúng ta đợi về khu vực là 38.000 và chúng ta mua ở đây, và chúng ta sẽ đợi chốt ở khu vực là 80 83.000 đây, như này 83.000 đó, đỉnh sóng 3 rồi. Khi mà nó giảm về đây thì chúng ta mua ở đây, nhưng mà giả sử như nếu nó giảm sâu hơn thì chúng ta sẽ đặt cái khu vực stop loss. Tất nhiên là phải đặt stop loss thôi, bởi vì nếu nó phá khu vực 35.000 thì rất có thể là nó về hẳn khu vực 30.000 luôn.
Cho nên mình khuyến cáo các bạn nên đặt một cái stop loss ở đây là khu vực 35.000. Đây, stop loss ở đây. Stop loss này sẽ giúp các bạn bảo vệ được cái lợi nhuận hoặc là những cái phần vốn của bạn. Nếu như trường hợp là nó đi sai cái kế hoạch mà các bạn đã đề ra trước đây. Đó, luôn luôn có kế hoạch backup cho mình nha mấy bạn. Đó, hai trường hợp ha. Hai trường hợp. Khu vực này phá xuống thì mua 38 một nửa, khu vực này phá lên thì mua ở 44.900 một nửa còn lại. Đó, và ở đây thì chúng ta đã vào một nửa đúng không nào? Những ngày trước thì chúng ta đã vào một nửa rồi, thì còn một nửa nữa. Rồi. Và chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số cái altcoin. À, điểm qua Bitcoin Dominant trước đi. Bitcoin Dominant thì như mình thấy, các bạn thấy thì trước mình có post một cái chart lên nhóm 68 trading, thì khi mà Bitcoin Dominant nó giảm khu vực này thì nó tạo thành mô hình hai đáy nè. Đó, và nó có xu hướng là nó sẽ bật lên đây. Tuy nhiên là theo mình nghĩ thì nó sẽ không bật lên vội vàng như vậy, mà nó sẽ đi từ từ ha. Như từ từ. Như các bạn thấy ở đây cái khung 4 giờ nó đã từng tạo thành cái mô hình vai đầu vai rồi, nhưng mà nó không phá được. Chứng tỏ là cái hướng lên của nó còn chưa quá rõ ràng. Mình nghĩ là nó còn đi ngang một khu vực khá dài nữa trước khi mà nó bật lên. Và nếu như nó bật lên á thì đúng lúc đó đúng là cái sự đẫm máu của cả thị trường nha. Thì ở đây mình cứ ghi nè, Bitcoin giảm giá, altcoin giảm nè, Bitcoin hồi phục và tăng giá mạnh mẽ, và altcoin hầu như đứng im cho đến giảm đôi chút khi mà Don tiến tới 52. Thì tại cái lúc mà Bitcoin Dominant nó tiến tới 52 á, thì lúc đó là cái thời điểm mà tối ưu nhất để chúng ta có thể vào hàng để đón chào một cái super altcoin season tiếp theo. Còn thời điểm hiện tại thì mình nghĩ chúng ta đang trong cái bước 1 ha. Bước 1 và dần chuyển sang cái bước 2, và để xem là Bitcoin có những động thái như thế nào thì để chúng ta xác nhận là chuyển qua bước 2 hay bước 3 chưa. Rồi, ok. View một số altcoin nha. Trước tiên là Dot. Thì Dot nó đã có những cái sự phục hồi khá là mạnh mẽ nha. Thì ở đây cái xu hướng nó cũng khá là rõ ràng khi mà nó lên hay xuống đây ha, và nó đã được bảo vệ ở đây rất là tốt. Cái trạng hình như mình đã có post lên nhóm 68 trading rồi, mà như post trong phần chat chứ chưa có post lên nhóm chung. Thì ở đây á nó có rất là nhiều yếu tố nha. Ở đây có vùng cản, có một cái vùng trendline bật lên đây nè, cho nên nó đỡ cái đường giá khá là tốt. Thậm chí ở đây á nó cũng là một cái vùng hỗ trợ khá là tốt kể từ tháng 8. Vùng vừa là vùng hỗ trợ mà cũng là vừa là vùng kháng cự kể từ tháng 5 2021. Thì nếu như các bạn thấy nè, khi mà giá nó phá vào vùng này thì nó đẩy lên rất là nhanh ha. Ở đây có nhiều râu nè, và phá xuống nó đẩy lên rất là nhanh, rất là mạnh. Thì ở đây cũng vậy, tương tự khi mà nó vượt qua vùng này thì nó đã có một cái cụm bullish engulfing ở vùng 4 giờ lên ngay. Cho nên mình thấy ở đây nó là một cái sự phản ứng rất là mạnh mẽ. Đây, hoàn toàn các bạn có thể vào hàng khu vực khoảng từ 28 đô đối với Polkadot nha. Đó, và nếu như nó phá cái trend này á thì nó sẽ giảm xuống đâu đó quanh khu vực là 18 đô, từ 20 đến 18 đô nếu mà trường hợp nó giảm. Còn nếu không thì các bạn cứ giữ Polkadot và tận hưởng một cái chu kỳ tăng tích cực của nó thôi. Đây, và target của nó là khoảng target từ đây đến cuối năm mình hy vọng nó khoảng 86 đô, và sang năm đầu năm sau thì khoảng 132. Rồi, đó là cái góc nhìn của mình về Polkadot. Rồi Ethereum á. Ethereum thì cái chuyện này mình cũng đã có chia sẻ trên nhóm 68 trading, và có chia sẻ với một số bạn inbox hỏi mình về Ethereum như thế nào. Thì và những ngày trước mình cũng đã call anh em mua ETH ở giá 2008. Mình đánh giá cái khu vực là 2008 của ETH khá là tốt. Bởi vì như các bạn thấy nè, ở đây có một cái vùng hỗ trợ này. Thì tương tự như có khác thôi, cái khu vực này nó khá là cứng để chúng ta có thể vào hàng. Cho nên mình tin tưởng là mua đây thì khá là tốt. Đó, thì mua đây nếu mà nó phá sâu hơn á, phá khu vực là phá 2006 á, thì chúng ta có thể là cắt lỗ mà chờ mua ở cái mốc sâu hơn. Đó, ở 2008 thì mua ok rồi. Ở đây cũng đang hai đáy nè, cho nên nếu mà tích cực thì nó hoàn toàn có thể tăng luôn từ điểm này, với cái target là 5.700 và 8.300.
cái target này là target cũ của cái chuyên mục tầm này mua gì á, cho nên nếu như các bạn quan tâm một đồng coin nào mà không biết là nó đã có chạc chưa thì các bạn có thể search tầm này mua gì xem là có chạc chưa. One inch con này thì vừa rồi mình thấy trên nhóm 68 trading thì nó có nhiều các bạn trong nhiều con DeFi mà nó vừa bật lên trong khoảng thời gian vừa qua thì cái con này là cái con mà nó đi chậm nhất, cho nên mình nó coin anh em mua được ở vùng giá khoảng 2.55 và là bây giờ nó đang 2.73 rồi, và nếu như tích cực thì có vẻ như là nó đang đi hết cái mô hình cái niêm giảm rồi và sau thì nó sẽ tăng thôi. Đấy, khi mà nó đi đủ cái 1, 2, 3, 4, 5, đây nếu mà chúng ta tính luôn cái đỉnh này thì 1, 5 này có vẻ như là nó sẽ tăng từ chỗ này luôn, tăng chỗ này luôn với target là 5.6. Đây, 5.6 ha. Nhưng là nếu các bạn có mua thì giao dịch nhớ đặt stop loss, và đặt stop loss giúp mình là ở vùng 2 đô nha. Vùng 2 đô, đặt stop loss giúp mình vùng 2 đô. À, nên 2 đô nếu mà sâu hơn, hoặc là về đây thì cứ mua thôi, tại vì con này á thật sự ra từ cái vùng đáy tới giờ thì nó cũng tăng chưa nhiều, cho nên là có đặt stop loss á thì đặt sâu xíu đi 1.5 đi. Còn nếu mà nó có giảm thì có thể tiếp tục mua thôi, tại vì con này nó có một cái vùng nó tăng chưa nhiều nhưng mà nó có vùng hỗ trợ rất là cứng, cho nên cứ thoải mái thôi. Đây, con này nhớ đặt stop loss cho mình 1.5 nha. Nhưng mà nó sâu hơn thì có vẻ như là downtrend luôn rồi đấy. Không chỉ riêng con này mà cả thị trường luôn. Về Link thì trong những video trước thì mình đã cho cái entry là 20.49 thì bây giờ nó đã chạm cái vùng 20.49 này rồi. Rồi chúng ta follow chạy thôi. Lên 60 về 41 và về 88, và mình thấy trong cái thị trường mà về Oracle thì chưa có con nào mà nó có thể là sánh ngang vai với con trên Link cả. Cho nên nếu mà các bạn quan tâm thì DeFi mà các bạn quan tâm tới Oracle thì trước khi các bạn mua con khác thì mình nghĩ các bạn nên có một vài con Link, hoặc là một cái khoảng 30-50% cái khoản đầu tư các bạn cho Oracle ở con Link này. Tại vì con Link này nó rất là tiềm năng và nó gần như là độc tôn ở trong cái lĩnh vực Oracle rồi, không phải bàn cãi nữa. CHR một cái con mà mình đánh giá khá là tốt, và nó sẽ rất là phát triển rất là mạnh nếu mà cái NFT gaming, đặc biệt là những cái con game trên hệ CHR này nó phát triển như vậy sắp tới thì mình có vẻ cái chạc là về NG là 0.28, ở đây mình đã mua rồi nha, mình đã mua 0.28 và 0.33 rồi, mình thấy bay bật lên mình đã mua đây luôn rồi. Tuy nhiên nó đang nằm phá xuống dưới nè. Thì mình để xem, mình quan sát thêm ở đây ha. Nếu như nó cùng với Bitcoin mà nó lên luôn á thì mình sẽ vẫn giữ, nhưng mà nếu như Bitcoin mà nó đi theo cái chiều hướng tiêu cực á thì mình sẽ nghĩ tới việc là mình có thể cắt lỗ một phần để mình có thể mua ở mức giá tốt hơn, không vấn đề gì. Đây có thể là về 0.18 cho đến 0.11 là chuyện bình thường nếu mà Bitcoin dominant nó lên 52 luôn. Avax là một cái con mà nó gần như là mình chưa phân tích con này bao giờ, nhưng mà mình thấy nó đi tiên phong đi trước thì cả thị trường một nhịp khi mà nó phá cái đỉnh rồi. Thường những con nào mà phá cái đỉnh á thì nó sẽ đi rất là nhanh nha các bạn. Đây nó vừa phá cái đỉnh xong nó bị retest trở lại thì nó sẽ bật lên rất là nhanh rồi. Khả năng ở đây thì nó sẽ tiếp tục tăng tiếp nha, chứ nó không có dừng lại ở đây. Thì để mà đo được cái xu hướng của nó thì mình sẽ sử dụng cái Fibonacci. Sao nào mình để ở đây ha. Đây 1.12 ha. Thì khả năng nếu mà nó về ở đây quanh đây á thì nó có thể lên khoảng 161 cho đến 220 cho ba VAX. Đó. 220. Mình nghĩ là dành cho ba VAX một cái target như vậy là khá phù hợp. Cùng với AVAX là ở đây mình có một số con như là H3, Argo, Celo và Mina. Thì những con này nó cũng có những cái đồ thị mà nó khá là tích cực trong khoảng thời gian vừa qua và cũng gần phá đỉnh hết rồi. Ví dụ như H3 nè, phá đỉnh retest trở lại nè, thì mình nếu mình đoán không lầm thì nó cũng sẽ giống như con giống như con AVAX tăng luôn. Tuy nhiên á mình thấy nè, con AVAX ở đây á có một cái gì khi mà giá tăng ở đây, volume nó cũng tăng, đồng nghĩa việc là gì,
nó đang trong một cái sóng 1, sóng 3 và sau này sóng 3 và nó sẽ tiếp tục tăng tiếp. Còn nếu như các bạn thấy nè, ở đây chúng ta có, ở đây chúng ta có sự phân kỳ nho nhỏ đây nữa đúng không? Thì rất có thể ở đây nó đã là một cái sóng 5 của cái nhịp nhỏ rồi, cho nên nó mới giảm. Đó cho nên là chúng ta sẽ có thể nhìn nhận và đánh giá giữa cái tương quan giữa cái đỉnh và cái volume để đánh giá được là đâu là sóng 3, đâu là sóng 5. Đó vậy nhìn sóng lớn thì ở đây là volume thấp nè, giá thấp nè, volume cao giá cao là một cái sự gọi là tương đồng. Còn nếu như nó đi ngược lại thì như có H3 nè. Giá nó có cao hơn nhưng mà cái volume nó thấp hơn so với trước đây, cho nên mình nghĩ mặc dù nó đang test khu vực này nè, cho nên đó nghĩa là nó sẽ đi ở khu vực này một giai đoạn khá là dài trước khi nó tăng lên, mặc dù nó đang phá đỉnh nè. Phá đỉnh nhưng mà volume nó không có đủ ủng hộ thì nó cần phải có thời gian để nó tích lũy để nó thể tăng tiếp. Rồi cũng không khác gì mấy, đó là con Argo thì mình nghĩ là nó giống con Avex khi mà nó phá cái đỉnh vào tháng tháng 2 và tháng tháng 4 để phá đỉnh và nó bảo vệ khu vực này, thì mình cũng có vẻ một cái chạc là nó sẽ sideways trong đoạn này một thời gian ngắn. Các bạn có hoàn toàn có thể mua ở giá 1.7 này nha. Và nên nhớ khi mua 1.7 này thì các bạn giá nó cũng khá là cao rồi, cho nên đừng quên đặt stop loss cho những cái giao dịch của các bạn. Rồi volume tăng, giá tăng nè, ủng hộ tăng rồi tăng tiếp không thành vấn đề ha. Rồi ok thì tăng đến đâu thì cũng như là dùng phi bo đó tiếp đó, bo đó thôi. Đây ở đây số 1 thôi thì chúng ta sẽ đo cho nó lên đây, đó là tương đối 3.5 ha, 3.5 vừa đúng cái đỉnh cũ nè. Rồi sau đó sóng tiếp theo thì tính tiếp đó, khả năng con này có thể lên khoảng từ 5 đến 6, 5 đến 7 đô đó, tùy theo cái lực đẩy của thị trường mà sóng 5 nó có thể đẩy ở cái mức những cái mức giá khác nhau. Cello Cello cũng không khác gì những con còn lại khi mà chúng ta có cái việc mà phá đỉnh xong mà quay lại test nè ha. Đây đỉnh cao hơn volume thấp hơn rồi đúng xu hướng ha. Rồi ở đây á, mình nghĩ nó sẽ có sideways một đoạn ở đây, sideways một đoạn ở đây cũng khá là đúng khi mà nó khá là trùng hợp với những cái đoạn đỉnh ở đây, nó tích lũy đây một thời gian, tích lũy đây một thời gian rồi nó sẽ lên luôn, nó sẽ lên luôn đây, lên luôn. Nếu như thị trường gọi là còn tích cực, như Bitcoin nó có chiều hướng tăng thì nó sẽ đi như vậy, còn nếu như mà nó không không tích cực thì nó sẽ đi xuống ha, đi xuống khu vực quanh khu vực này. Khu vực này mình sẽ đợi ở khu vực là chắc khoảng tầm từ 45 đô đi, mình đây giá hơi quá rồi, 45 đô ở đây á, mình sẽ mua ở đây, mình sẽ mua ở đây để chờ những cái sóng tiếp theo tăng lên. Rồi quay trở lại là tiếp theo là Mine. Mine thì mình cũng đợi mua rất là lâu rồi nhưng mà nó không có về entry của mình, thì các bạn thấy không giá tăng nè, giá tăng mà volume tăng nè là tăng tiếp ha. Còn ở đây á, giá tăng nè nhưng mà volume giảm nè ha, thì nó giảm nè. Đó thành ra là khi mà chúng ta nhìn một cái góc nhìn lớn, nhìn cái dạng đây á, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái nhìn nhận bằng cái việc tương quan giữa giá và cái đồ thị giá và volume. Ok ở đây cái trường hợp này người ta gọi là phân kỳ, mà phân kỳ mình dùng rất là nhiều thường xuyên mà mình rất chia sẻ hay chia sẻ với các bạn là về phân kỳ đấy. Đó thì ở đây phân kỳ cho nên là ở đây nó giảm là dĩ nhiên thôi, và ở đây nó về đúng với cái vùng hỗ trợ đây, cái vùng hỗ trợ. Thì các bạn nếu các bạn muốn mua con Mine thì có thể mua ở đây, mua khu vực 3.8 cho đến 4.3 đô, mua ở đây nó cứ đi ở đây thì vẫn mua thôi, còn về thấp hơn thì có thể chờ. Như mình thì mình sẽ chờ nha, tại vì mình nghĩ Mine nó sẽ không tăng vội trong cái này đó, thì mình sẽ chờ khoảng tầm 3.2 hoặc là thậm chí là 2.8 thì mình mua con Mine này đó, 2.8 và 3.2. Rồi đó là đối với Mine. Còn cái target của Mine mình nghĩ nếu mà các bạn hold dài hạn thì đừng có vội vội tìm cái target cho con Mine nha, bởi vì nếu các bạn đo những khung nhỏ như vậy á thì nó sẽ không ra được những cái mức giá mà nó tốt ha. Ở đây là
4.8.4 đối với những cái tay gạch ngắn nha. Còn nếu như các bạn nhìn một góc nhìn dài hạn hơn thì chúng ta có thể kéo lên đây để chúng ta đo cái nhịp sóng đầu tiên ha. Đó, đây thì có thể đo những cái nhịp sau, nhưng mà đối với quan điểm của mình nó combina nó sẽ không có tăng trưởng quá mạnh như tăng đến như vậy trong khoảng thời gian ngắn đâu, mà mình nghĩ mina nó sẽ còn di chuyển trong những cái mức giá thấp trước một khoảng thời gian để tạo một cái lịch sử, rồi sau đó nó mới tăng mạnh được, không vội nha. Rồi, và vừa rồi là những cái nhìn nhận của mình về thị trường trong khoảng thời gian sắp tới. Vì nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy giúp mình là like video, subscribe kênh và chia sẻ nó để với nhiều người hơn. Còn nếu như các bạn có vấn đề gì cần thắc mắc hoặc là muốn trao đổi với mình, có thể tìm đến mình thông qua nhóm 68 Trading, mình sẽ để link ngay bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của lớp du dịch Trading 101 tại Coin 68 TV.